Chào mừng các bạn trong một sự đại với kênh của mình nha, hay còn gọi là Vinh MC. Hello mọi người. Video ngày hôm nay phải nói là siêu đặc biệt luôn á nha. Như là các bạn đã biết, ai cũng đã phải từng trải qua cái thời ngày xưa, cái thời mà mình còn nhỏ xíu như thế này nè, sẽ như thế nào trong ngày hôm nay. Đó. Mình đã phải lục lại những tấm hình ngày xưa, phải mất rất nhiều thời gian mình mới tìm thấy đấy các bạn. Đó, nên là các bạn trước khi mà vào video này, các bạn nhớ cho mình một like nè và đăng ký kênh nha, cái nút màu đỏ á, để giúp cho mình lên 3 triệu người đăng ký sớm nhất nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trước tiên á, đây là những cái tấm hình hiện tại của mình nha. À, hiện tại của mình trước nè, để cho các bạn nhớ ra một cái. Đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị quay trở lại về quá khứ ngày xưa của Vinh MC sẽ như thế nào. À, ta da. Đây rồi, đây là cái lúc á mà mình gì ta, mặc cái áo màu xanh nè. Còn cái dép của mình á thì màu đỏ nha các bạn. Ủa, hình như là cái chỗ này là mình đang chụp ở ngoài đường phải không ta? Ồ, đang chụp ở ngoài đường nè. Và cái lúc này á, mình nhớ là hình như là mình được 1 tuổi hay sao á, 1 hay là 2 tuổi gì đó, mình cũng không nhớ nữa. Ơi, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Và đây là cái lúc mà mình được 1 tuổi rồi nha, tròn 1 tuổi luôn. Thì chắc là bạn nào mà đã từng trải qua là khi mà các bạn được 1 tuổi á, thì ba mẹ sẽ làm một cái lễ thôi nôi, đó, một cái tiệc thôi nôi, đó, để chúc mừng cho các bạn được 1 tuổi. À, thì khi đó thì sẽ trưng bày ra rất là nhiều những cái thứ này. Thì khi mà làm lễ thôi nôi xong á, thì tiếp tục đó chính là tiết mục bốc đồ để mình dự đoán tương lai sau này khi mà mình lớn lên mình sẽ làm nghề gì nha các bạn. Thì lúc đó ba mẹ sẽ đưa cho mình một cái mâm và đặt ở dưới đây, gồm có tiền nè, tập vở nè, cục đất nè, rồi cây viết nè, rồi mình nhớ là có tai nghe nữa. À, tai nghe bác sĩ. À, thì khi đó mình đã bóc trúng cái tai nghe bác sĩ các bạn ạ. À, nhưng khi mà mình lớn lên thì lại có tai nghe này. Chắc là tai nghe này nó có liên quan hay sao á, mình cũng không biết luôn. Thì mình hỏi các bạn nè, lúc mà các bạn còn 1 tuổi á thì các bạn đã bóc trúng cái thứ gì? Đó, mình thì mình trúng cái tai nghe rồi đó các bạn. Đó, cái thời ngày xưa nè, mình cười nè các bạn. Có 2 cây răng à. Đó, tại còn nhỏ mà răng mình chưa mọc đều á, nên là lúc còn nhỏ mình có 2 cây răng à. Đó, nhìn cũng rất là dễ thương luôn á nha. À, còn đây là cái lúc mà mình á thử đứng lên nha các bạn. Lúc đó thì ba của mình á lấy cái tay đỡ ở đằng sau nha, để không thôi là mình đứng không vững là sẽ bị té. Nên là đợi mình đứng chưa có vững nha, lúc này hình như là mình chưa biết đi các bạn ơi. Đây rồi. Đấy, còn cái lúc này á, mình đố các bạn á là mình đang bao nhiêu tuổi nè. Trời ơi, cái lúc này á là mình đang được 10 tuổi nha. Cái lúc đó thì mình chụp hình á, mình đưa 2 cái ngón tay lên nè. À, hello. Chứ ngày xưa á, ai kêu mình chụp hình á, mình không biết tạo dáng đâu các bạn. Mình đưa 2 cái ngón tay lên là hello là xong à. Rồi, còn đây nè, cái gương mặt rất là tươi nha, rất là tươi luôn. Còn cái đầu của mình á thì đội một cái nón màu vàng. Đó, rất là nổi bật luôn nha. Áo đỏ, nón thì màu vàng. Ghê. Bây giờ mình nhìn lại mấy cái tấm hình ngày xưa, mình rất là nhớ luôn nha. Rồi, tới công chuyện đó rồi. Cái lúc này hình như là mình 11 tuổi nè các bạn. 11 tuổi hay sao á. Nè. Cái thời mà ngày xưa của tôi à. Rồi, ê, mình để ý nha, cái tóc của mình á rất là phong cách luôn nha. Hồi đó mình để cái máy rất là dài. Đó, cái máy dài mà máy xéo nữa nha. Cái máy xéo mà vuốt qua vậy nè. Đó, cái máy xéo nè. Bây giờ cái tóc mình bây giờ nó cũng khá là ngắn rồi. Tại mới hôm kia mình mới đi cắt tóc á. Còn này nè, cái máy rất là dài nha các bạn. Ôi trời ơi. Cái lúc này á là mình đang ăn cơm hay sao á. Mình đang ăn cơm mà anh trai của mình chụp hình. Hết hồn thiệt. Tới công chuyện nữa rồi. Ôi trời ơi. Ngày xưa mình đang làm cái gì vậy? Cái này gọi là động tác bắn tim nha các bạn. Cái này gọi là động tác thả tim nè. Thả tim. Mình đang thả tim cho những
bạn đang xem video này đó nha. Cái tấm hình này mình mặc cái áo thể dục, hình như là khi mà mình vừa đi học về hay sao á. Chắc là như vậy á. Ê, sao mà tôi có 3 cây răng vậy? Lúc đó là răng mọc chưa đều nha các bạn. Đấy. Ok ok, chúng ta coi tiếp nè. Ôi trời ơi. Cái lúc này thì mình chỉ mới 11 tuổi thôi. Được chụp vào năm 2014 á. Năm 2014. Cái tấm hình này được chụp vào lúc 3 giờ 50 buổi chiều nha các bạn. Gần 4 giờ chiều. Cười rất là tươi nha. Ôi trời. Nani? Các bạn nhìn ra là biết như thế nào rồi đấy. Và đây là cái lúc mà mình học lớp mấy. Thì chắc là các bạn xem ở trên cái video TikTok của mình á, thì mình có hỏi các bạn á, là lúc này là mình học lớp mấy đúng không? Thì có nhiều bạn đoán ra là mình học lớp 5. Chính xác là như vậy nha các bạn. Tại vì ở dưới đây nè. Các bạn nhìn nè, học sinh lớp 5, năm học 2013 đến 2014. Ồ, trường tiểu học. Lớp 5 nha. Nhận giấy khen mà sao mặt của mình buồn dữ vậy? Lẽ ra mình phải vui tươi lên chứ. Hình như là do là chụp hình á, mình rất là ngại cười nha các bạn. Hồi nhỏ mình chụp hình rất là ngại cười luôn, nên là nó sẽ ra một cái tác phẩm, một cái bức hình hồi lớp 5 của tôi. Đây, mình nói đâu có sai đâu. Mình chụp hình mình vẫn giơ hai cái tay lên nè. Cái thời gian này vẫn là 11 tuổi nha các bạn. Cái thời đó mình chụp nhiều hình lắm, nên bởi vì thế là có cái hình cho các bạn coi nè. Ôi, mình mặc cái áo siêu nhân phải không ta? Cái áo siêu nhân hả? Siêu nhân đang đánh ai vậy ta? Hả? Cái chỗ này thì mình đang đứng ở một cái đồng ruộng quê của mình á. Quay. Cái tấm hình này hơi bị chắc luôn nha, hơi bị chắc. Tại sao? Ủa, ngày xưa mình cầm cái đàn này nha các bạn. Cái này gọi là nhạc cụ gì vậy ta? Cái này là cây đàn gì á, mình cũng không rõ cái tên là cái gì nữa. Nhưng mà các bạn nhìn cái chân của mình kìa. Cái chân của mình kìa. Oh my god. Tại sao? Mình không thể nào mình diễn tả nổi cái tấm hình này các bạn ơi. Ủa, ai chỉ tôi chụp hình kỳ cục vậy ta? Cái chân kỳ vậy? Đây là lúc mà mình 12 tuổi nha các bạn. 12 tuổi. Còn đây là anh trai ruột của mình nha. Anh trai của mình. Thì lúc này là hai anh em trong nhà chụp hình với nhau nè. Trời ơi. Ôi, cái đồng hồ của mình nè. Ôi, đồng hồ màu đen kết hợp với màu vàng. Màu vàng đen. Nói chung á là ngày xưa là cái tóc của mình á, để cái máy cũng rất là dài. Máy xéo này chứ. Còn đây chính là học sinh ngoan ngoãn đây rồi. Hồi ngày xưa á, cái này là lúc mà mình học lớp 5 luôn nha. Học lớp 5 thì mình mang cái ba lô màu đỏ nè. Cái ba lô màu đỏ. Mình thấy có nhiều bạn hỏi mình á, tại sao hồi nhỏ anh Vinh đi học không đeo khẩu trang? Tại vì á, cái thời đó là 9 năm trước rồi, lúc đó là chưa có dịch nha các bạn. Thì bây giờ mới có dịch nè. Chúng ta xem tiếp nha. Wow, một bức hình mình đang chơi game hay sao ta? Hình như là mình đang chơi game. Đang chơi game mà cái kiểu dáng ngồi rất là bá đạo luôn các bạn. Nè, cái kiểu dáng của mình ngồi vậy nè. Ôi, giống thiệt luôn á. Ghê. Ủa, cái tấm hình này á, mình chụp dính cái con gì vậy ta? Con gì nhìn quen quen vậy? Wow, cái tấm này chụp hình vẫn giơ hai cái tay lên nha. Vẫn là cái mái tóc này và một cái nụ cười. Ủa, cái này đâu phải nụ cười đâu, cái này là nụ cười bí ẩn. Ủa, sao cái tấm hình này nhìn mình đen quá vậy? Cái này là do ánh sáng nha các bạn. Lúc mà mình chụp á, ánh sáng ở đây nó hơi tối,
nên là chụp hình á, cái mặt mình đen thui luôn. Ủa, mình để ý là cái tay mình sao mà cái ngày xưa hồi nhỏ mình ốm dữ ta. Ê giời, cái tấm hình này bạn nào mà đã xem video ở trên TikTok của mình rồi á thì các bạn sẽ còn nhớ cái tấm hình này đúng không nè. Cái tấm hình này á mình chụp cùng với gia đình, chụp hình cùng với gia đình thì lúc này mình cũng 13 tuổi thôi. Cũng 13 tuổi thôi. Và đeo cái đồng hồ, cái dây hơi bị dài nha. Hình như là cái dây đồng hồ hơi dài xíu nhưng mà không sao. Đây. Các bạn, đố các bạn á, mình là cái người này hay là bé này? Và xin trả lời cho các bạn biết, mình là bé này nè các bạn. Mình đây nè. Mình hồi nhỏ nè, cái này là hình như là mới có mấy tháng tuổi hay sao á. Đúng rồi, còn đây là anh trai của mình hồi còn trẻ nè các bạn, hồi nhỏ nè. Trời ơi, còn đây là mình nè, bé xíu luôn nha, bé xíu luôn có mấy tháng tuổi à. Ừ, lúc này là tôi nhìn ai vậy ta? Ôi, mình nhìn ai mà cười dữ vậy? Chắc là mình nhìn ai á, phía bên đây nè. Ơi, ủa, hình như á, cái này là đang là cái tấm hình này lúc mà mình chụp á là cái mùa trung thu hay sao á. Nè, có một cái đèn trung thu ở đây nè. Ok, và ngày hôm nay thì mình đã xem những cái tấm hình mà lúc mà mình còn nhỏ xíu sẽ như thế nào đây. Thì các bạn hãy bình luận cảm nghĩ của các bạn khi mà xem những cái tấm hình này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. À, các bạn nhớ ấn like nha và đăng ký kênh, tại vì video ngày hôm nay rất là đặc biệt luôn á. Nhớ đăng ký kênh và like thật là nhiều để mình có những cái thứ hay ho chia sẻ cho các bạn nha. Bây giờ mình là Vinh đây, và tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bye bye mọi người.